thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên, rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi sân lên hốt hẹn luôn. Cô này cổ theo em dữ quá, xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á. Mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em cũng đâu uống cà phê, thì em cũng đâu uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Ủa gì vậy, hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu là không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á, không có làm họ một mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Cặp vợ chồng đầu tiên xuất hiện. Nhìn anh chồng tôi biết là anh là làm một cái nghề mà có liên quan đến tóc tai đúng không? Dạ không. Bởi vậy tôi em cũng không tìm bói nữa. Cái tóc dạ. này là tóc gọi là tự nhiên của mình hay là cưng đi highlight vậy? Dạ tóc tự nhiên. 16 tuổi là tóc đã bạc rồi ạ. Tóc em tóc bạc hả? Tóc này không phải bạc mà là muối tiêu chanh. Hồi xưa nó rất là, nếu mà từ khi có con xong mà nó còn lên gấp 10 lần. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Thành. Thành 38 tuổi ạ. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ trợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ ở Thành nhà. Thành nội trợ cho nên bạc tóc. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn đánh ông chốt đơn. Em livestream của anh này đi ship thôi chứ không được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Không có cửa vô chốt đơn. Tội nghiệp nhỏ dễ sợ luôn, nhớ nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Dạ hai đứa gặp nhau sao nè. Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Năm cách đây mấy năm đó em nói là nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác, thì lúc đó em tới sớm quá ra không có cho nhận phòng, chúng cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam, nhá qua kêu em người miền Nam đúng không, anh cũng người miền Nam nè. Cho xin số đi, tối rảnh đi nhậu. Anh kêu em bằng chị lịch sử. Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kiến. Anh này ảnh ngồi xa lắm, em nguyên một đám gì đó, đám con trai á, xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lóc chóc lôi choi lắm, người ta gọi là trẻ trâu á. Tự nhiên cái ông kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi Sa Pa là chị chơi ở lại đi Sa Pa chơi với tụi em không. Ổng lấy mấy ảnh ổng chụp, em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bặt cho em số đi, em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, lại luôn cho. Thấy tủ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội, thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc từ đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày hôm đó luôn. Đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang phở. Tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi, rảnh không chút đi nhậu, sáng mới luôn là hàng Hà Nội đây, sáng mới coi có cô bé cũng đi nhậu, đủ chơi thành thiệt ta. Mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi, ra ngang chỗ phố Tạ Hiện á, phố giống như phố Tây á, ra đó ngồi nhậu luôn. Wow. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với chị? hai đứa rồi chị, hai đứa luôn. Dạ. Rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Không phải, bữa đó là đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu thể đuổi người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn, nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa, sao hốt hẹn luôn, em qua em xí chỗ liền chứ. Để vụt mất sáo qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình vũ đi ăn sáng cà phê xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Đâu có, anh đâu nói vậy đâu. Chứ là sao, chứ là sao? Anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi, cái phòng bên em thuê như tiền nó đẹp không? Cái phòng bên anh nó xấu quá à. Anh em cho anh lên cái phòng em, anh coi thôi, cái phòng em nó giống cái phòng anh không? Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên, rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi em có bị trễ chuyến bay không?
bỏ luôn, đi Sapa luôn. Không, đi về chứ. Mình đi về hả? Hẹn vui xong rồi đi về chứ. Vậy à, hả? Vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sapa quá. Thôi đi Sapa. Dạ. Rồi sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào? Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Ừ. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. À. Ủa vô thăm em là sao, là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn em ở Nha Trang. Dạ, em vợ em ở Nha Trang. Nha Trang. À. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu, thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cổ đặc biệt ở trong em? Lúc mà cô này cổ đá em. Cổ đá em cũng chia tay em 9 tháng. Tụi em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á. Cô này cổ đi học lớp, người ta khoe gia đình khoe con này nọ, cổ về, cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Ừ. Vậy em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby, mình chăm sóc này nọ rất là sợ, nên em nói thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới về quen nhau chi vậy. Ừ. Cái em cũng để ba chấm. Cổ kêu không cưới thì thôi chia tay đi. Thì em nhắn đi như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Vợ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok, nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu, em chặn hết. Em chặn. Em chặn. Ừ. Lúc đó em sao? Chuyện chỗ ở luôn. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy mình mở cái điện thoại ra, mình thấy tin nhắn á, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi email đâu, mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email, viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, mình phải có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn. Nghĩa là không ăn không uống, vậy nằm 3 ngày buồn, luôn. Buồn đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày. Tại vì cái thời điểm mà chia tay với anh này á, là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền, rồi cũng vừa mất tình nữa. Giống như kiểu như là mình mất hết cái gì gì đó. Để ta không cái nằm ở trên giường ngủ 3 ngày không ăn gì hết. Ba em nói với bé em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không, cái lên lay cái chân, cái ngóc đầu dậy rồi em lại đi làm xong là quên luôn. Tới 4-5 tháng sau á là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ phải tìm bạn ổng môi móc thông tin này nọ, rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày mua đồ tặng, rồi mắt kiến nước hoa, rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lý tình ổng dữ vậy không biết nữa. À thương quá à. Dạ cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng biết luôn. Ai tôi gần Tết á, cái bé em của em á, nó gọi cho ông này rủ đi nhậu, thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Gặp nhau lúc đó sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng đang vui, ổng bỏ ông về tút lút vẫn còn giận. Để mình ôm vậy á, để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á là nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi là em đi hết tăng một rồi em đi về. Đúng rồi, 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á, thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá, xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á. Mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em mới ngủ ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Hỏi gì vậy, hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu là không có người tặng cho mày, nó về nhà tự gỡ. Về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó. Nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em chỗ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương mình em. Thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào, hay là em có một cái mối tình là trong quen chín mùi luôn? Trưa đó lại nhắn tin em chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác luôn. Mà em biết luôn. Sao em biết được? Sau này ổng kể chứ. Quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không? Mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu. Bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu có tuổi rồi lập gia đình đi. Thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô cái gì đâu. Thiệt tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Sau cái bữa đi quán ba đó, ai là người đề nghị là quay lại? Lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên. Dạ tự nhiên nó tới, tự nhiên vậy. Chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán ba mà em bỏ em đi về đó, thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không, hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn đó, thằng bạn nó cũng kết nối.
hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa và hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó nhưng nói ủa anh làm cái gì thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó có muốn làm chung với anh không. Nói là ừ thôi em cũng đang có xíu vốn em gửi anh làm ăn chung. Thấy em bán mỹ phẩm với ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao này sai sao kiểu hốt xong hốt luôn và chủ tán lại cũng bắt đầu chiều chuộng rồi xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi là đưa ra mấy chục cái lý do gì đó. Có nghĩa là em cầu hôn ảnh? Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là ảnh không tiền thì em nói là em có tiền. Ảnh nói ảnh đẻ con không ai chăm thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính em không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do mà em đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái lý do đó mà ổng vẫn không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Mà tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa phải hơn 20 lần. Trời ơi, xem cưng chuyên quá gì đó mà ổng lại sao? Lý do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm. Định vô em thấy có con rồi nó khổ lắm. Hồi xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy em bị ngộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì không? Bây giờ em nói tìm là ba mươi mấy thì, rồi thì đó là mình vẫn cứ kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen chơi thôi đúng không? Vậy sao nhỏ này nó dày mà là không chịu lấy. Sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng đúng. Anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy, gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm hồng một ngọn mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Kiểu như là mình cứ đeo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình. Em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó. Chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ. Đó giờ chưa bao giờ ảnh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người cha chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ. Chăm dạ, con em là nội trợ. Một ông bố tuyệt vời không? Trời con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không có phải. Không để vợ nói tôi mới tin. Vợ nói nè, vợ đó. Nói chồng sao nè. Trước khi cưới còn có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm. Ban ngày là sẽ ngủ 4 giờ dậy, tắm rửa ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ổng nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết, nó hụt hẫng lắm. Em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, hình như là thay đổi hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn luôn. Là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi, ban đêm là 10 giờ 11 giờ là phải đi ngủ rồi, cho con bú rồi nấu cơm đi chợ đi ship hàng rồi thay tã cho con rồi con bệnh rồi ru bồng, nói chung là một em mình hành hết. Dạ mình anh hành hết, em không làm gì hết trơn, em chỉ có con gái cơ. Dạ con gái. Anh muốn hỏi Thành điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha chứ em cũng không nghĩ phải em không có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dầm nè, lỗi dầm. Ổng nhậu là ổng nhậu vô 3 ly là bắt đầu là đàn ông đàn em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng chậu chứ không, chậu xe đó. Ổng la ổng hét lên là ổng ngủ ngáy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi đuổi ổng đi nhậu hoài, ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa. Tại mất bạn chứ. Mất bạn. Đuổi hoài ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á là em nằm ở nhà
Thì ảnh mới nói là thôi cho anh đi uống cà phê với bạn. Cái nói ừ đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại DT lên cởi đồ, nó ủa sao không đi, thôi ở nhà chứ làm biến ở nhà chơi với con. Nó nhớ không, con không đi được xíu là nhớ. Dạ anh bất ngờ em đúng quá Long Thành. Cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ giống em mà. Giống ổng. Ố trời ơi, bởi vậy thì các ông đi đâu chắc ông luôn. Giống ổng bị chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, như cái đứa gái á nó làm cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ, là sợ có baby chứ. Bây giờ cứ thế không? Không bây giờ thì em nuối tiếc, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bao giờ anh mới nói. Chỉ có một bé thôi là hai. Dạ, dạ. Bây giờ đây, em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ? Mà cái gì cũng chủ động chứ vậy. Bình thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha không? Cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dáng luôn lần. Quay mặt, mày điên hả Hằng? Mày muốn tao nghỉ lầu ở phát tao chưa đủ bạc hả Hằng? Cũng nói em vậy lắm. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn á. Em kể thật xấu của vậy bây giờ gió đổi chiều. Gió đổi chiều đi. Cô ấy thì sao? Anh có nghe được phụ nữ là gia trưởng chưa? Còn là gia trưởng mà. Hôm mà em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè, ví dụ như thì vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giống được vậy, em quyết là phải giống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Trời ơi, gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ, nữa. Stress hay là khách hàng, đại lý hay là vấn đề gì đó em không biết, mà về nhà bắt đầu là sổ cho đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao mà em stress này nọ em xả cho đầu anh. Thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu thằng khác nó đánh tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Đúng là cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chưa biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ đánh nó. Chắc là đánh lại nó dữ lắm á. Vợ em mới dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn. Dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai bịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì á. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi. Mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn chồng thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nếu mà vậy được rồi. Vậy được rồi đúng không? Ổng thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá hốt mất. Hiện tại em cảm thấy cuộc sống em như thế nào? Hiện tại em thấy cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ đã. Vợ mà nó không chửi, không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh. Mình là bất hạnh nhớ đúng không? Ok. Rồi, không. Còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ. Em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được thì chồng em có thể bỏ qua được, nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó mệt, nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào tật nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nha. Dạ. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình Vậy Mùa Son. Sau khi gặp anh ý rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Kiêu cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy. Không phòng thủ gì, em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ý muốn tấm lòng ấy nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng. Ăn. Ở nhà mình bị ăn. Mình bị ăn hả? Đúng rồi. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Chào hai em. Chào anh chị ạ. Hôm nay cho chị đoán. Rồi chị đoán đi chị. Chị nhìn chồng em là chị biết chồng em không phải người Việt. Không biết là chồng em là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Em là người Hàn Quốc à? Ồ, được chưa?
Em chào một câu bằng tiếng Hàn mà thật dài cho anh được không? 안녕하세요. 홍건 씨 안녕하세요. 꼭촌 씨 안녕하세요 여러분. 진짜 mọi người, em tên là Bình Minh. Cô giáo đặt tên cho em là Trong Bình Minh. Ờ. Vâng ạ. Mà tên Hàn Quốc của em là gì? Tên Hàn Quốc là Trong In Chol. Năm nay em 34 tuổi ạ. Trong In Chol. In Chol. Chol. Trong In Chol. Vâng ạ. Trong In Chol. Trong In Chol. Không nói được thì thôi đi. Bình Minh. Và hiện tại em làm quản lý nhân sự hành chính trong công ty Hàn Quốc tại Hà Nội à? Ồ, ở Hà Nội. Ủa? Hai vợ chồng em ở đang ở Hà Nội. Thôi giờ tới em, mời em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Phương, em 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm tại về mảng đầu tư của một tập đoàn giáo dục ở Hà Nội. Hồi nãy có nghe Bình Minh nói là cái tên Bình Minh này là do cô giáo đặt cho em. Đây có phải cô giáo? Cô giáo dạy tiếng Hàn Quốc à? Chắc là người yêu cũ chị ạ. Không phải. Em sang Việt Nam lần đầu tiên là tháng 2 năm 2013. Lúc đó em đi học tiếng Việt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô giáo dạy tiếng Việt cho em đã đặt tên cho mỗi người trong lớp học. Trong mỗi người, mỗi người một tên. Mà em thì được tên là Bình Minh. Rồi cơ duyên nào mà em gặp cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này? Em trả lời, bọn em quen nhau thông qua Zalo. Thì có một hôm anh có Zalo tên là Nick là Trong Bình Minh thì có nhắn tin với em. Thì lúc đấy em thấy là người này bảo là người Hàn Quốc nhưng mà nhắn tin thì nhanh nhanh nhoáng như là người Việt Nam luôn. Sợ lừa đảo ấy chị. Đấy, sợ lừa đảo. Nên là em cũng không trả lời nhiều. Sáng cứ nhắn tin là chúc em buổi sáng vui vẻ nhé. Trưa chúc em ăn ngon miệng nhé. Tối chúc em có một buổi tối hạnh phúc nhé. Em cũng giống nhiều người khác nên mình cũng không để ý lắm. Một thời gian sau thì em có chia tay người yêu cũ hay là thử gặp cái anh này xem có gì hay. Thì lần đầu tiên gặp nhau thì bọn em hẹn ở một quán ăn Nhật Bản. Thì cảm giác đầu tiên khi mà em gặp anh Bình Minh đấy là anh này cao, to, đúng kiểu to em thích. Đấy. Và đẹp trai hơn ở trong ảnh. Ở trong ảnh thì cứ kiểu chụp ảnh như này chị này. Sao là như này? Em không thích kiểu đấy. Em thích kiểu phải phong độ, phải manly cơ. Đấy. Chụp rất là tự tin đúng không? Cứ như này, mình không thích. Xong rồi nói tiếng Việt lại giỏi, xong rồi giọng lại đáng yêu. Tự dưng đang nói chuyện tự dưng con méo là gì? Là con mèo. Xong tự dưng lại cái lỗ gì? Cái lỗ cắm điện ấy, hóa ra là cái ổ cắm điện. Xong ice cream, em có là ice cream không? Nên là em cũng thấy đáng yêu, nên là lúc đấy câu chuyện tình yêu bắt đầu. Bình Minh. Vâng ạ. Tại sao em lại làm quen với cổ trên Zalo? Có phải là em chỉ nhắn cho mình một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô gái? Và lúc đó thực ra là em đã nhắn tin cho một số cô gái khác. Em xem là những cô gái mà hình ảnh đại diện đẹp. Sau đó em lựa chọn vợ của em. Xem là hình ảnh thì thấy là người này là người mà em đang tìm. Thì em đã thử nhắn tin nhưng mà bạn này không trả lời nhiều. Em đã mất 6 tháng được mới vợ của em đồng ý gặp em lần đầu tiên gặp em lần đầu tiên ở quán Nhật đó đúng không? Lúc ban đầu thì em xem là vợ của em thì đẹp hơn trong những hình ảnh trên Zalo mà em cảm giác là vợ của em là dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính, tốt tính và có thể cũng là xinh đẹp như Coca-Cola. Rồi sau cái bữa ăn đó là chắc chắn là cái việc mà nhắn tin cho nhau chắc là cuồng nhiệt hơn nữa đúng không? Sau khi gặp anh ý rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Nhưng cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy. Nên là em cứ bảo là tìm hiểu đã. Sau đấy thì ngày nào cũng muốn gặp em. Buổi sáng thì qua nhà em bảo là em đã ăn sáng chưa? Alo em ăn sáng chưa? Em bảo là chưa. Thế là đã đứng ở trước cửa nhà em mua bánh mì này, mua sữa gạo Hàn Quốc cho em rồi. Nên là đã thích rồi, tim đập rồi. Xong rồi buổi tối làm việc xong thì lại em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, thế là đã có trước cửa nhà em rồi. Thì lại cho em đồ uống Hàn Quốc, rồi thỉnh thoảng tặng quà, tặng nhẫn, tặng vòng đấy. Nên là thích. Đổ ngay. Em, ngoài cái việc đó ra thì ảnh còn có những cái cử chỉ gì lãng mạn hơn nữa không? Em thì hôm đấy đi làm xong, hai đứa ăn KFC gần nhà em. Thì lúc đấy tay mon men nắm. Nhưng mà nắm cái kiểu mà em biết là rất là ngượng.
và ngại rồi. Xong mà mặt cứ đỏ bừng lên ý. Sau đấy nắm đi với nhau một lúc, chỗ này hơi tối tối một tí, thì bắt đầu muốn ở đây. Hôn mép. Hôn mép ở đây. Thì lúc đấy cũng nói với em là em ơi, nếu mà em đồng ý yêu anh thì anh sẽ yêu em. Hôn bản thân anh. Hôn bản thân anh luôn, hôn luôn. Khi mà quen nhau rồi, bởi vì là anh ấy thường đến nhà em, nên là quen nhau được khoảng 10-15 ngày thì em cũng cho vào nhà giới thiệu với bố mẹ. Nhưng mà thực ra là mới đầu thì gia đình em không thích, bởi vì bố mẹ em bảo là sao mày lại yêu người nước ngoài. Người nước ngoài nó yêu á, nó chỉ cho vui thôi. Sau đấy là về sau nó về nước đấy, dọa em như thế. Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng tin tưởng ở cảm xúc thật của mình, và hạnh phúc của mình là do bản thân mình quyết định ấy. Nên là em cứ làm theo trái tim mình thôi. Cho đến bây giờ thì bố mẹ em lại quý như con trai luôn, rất là yêu con rể luôn. Bây giờ Bình Minh là ở đây với ba mẹ của Bình Minh hay là chỉ một mình Bình Minh thôi? Chỉ một mình thôi ạ. Bây giờ là tụi em ở riêng rồi. Bọn em ở riêng, bọn em ở riêng. Thế cái lúc đó là Bình Minh thuê nhà hay là đã mua nhà rồi? Lúc yêu em là cứ thuê nhà thôi. Thuê nhà, vâng. Rồi em có hay tới nhà của Minh chơi không? Bọn em quen nhau mới 10 ngày thôi. Thì đúng vào một ngày mùng 10 tháng 10 năm 2017 thì lại là sinh nhật của anh ý. Nên là lúc đấy đã bảo là em ơi, sinh nhật anh thì anh không cần quà đâu, mà anh muốn là em nấu ăn cho anh, sau đấy lại đến nhà anh và cùng chúc mừng sinh nhật với nhau. Thực ra lúc đấy mới yêu chị ạ, nên là em không phòng thủ gì, em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi, nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng, ăn. Ở nhà mình bị ăn. Ăn hả? Đúng rồi ạ. Nhưng mà anh có ăn đồ ăn của em chưa nè? Anh ấy ăn, nhưng mà ăn chỉ ăn 5 phút thôi, ăn qua loa thôi. Xong rồi lại bắt đầu ăn những cái khác. Rồi là hai đứa là bao nhiêu lâu thì cưới? 2 năm thì cưới. Bây giờ cưới nhau về có tật xấu gì lòi ra không? Cho Bình Minh nói trước đi. Đó, Bình Minh. Vợ của em là tật xấu rất nhiều. Tính cách không ngăn nắp, hay đồ lung tung vừa bãi. Lúc thức giận thì ném đồ. Lúc tức giận ném đồ. Ném đồ. Nhưng không bao giờ ném là điện thoại của mình. Có nghĩa là ném đồ người khác mà không ném điện thoại của mình. Chỉ là ném đồ mà giá trị nhỏ nhỏ thôi. Mà lúc thức giận thì đánh chồng. Đánh chồng nó. Mà đánh như thế nào? Đánh như thế nào? Em đã bị tắt má 2 lần rồi Ôi, bị tắt 2 lần rồi. Vâng hả? Không phải là kiểu mà nhẹ nhàng, không phải là kiểu mà dịu dàng đâu Tắt. Có thiệt không? Thật à? Là lúc đó là đang giận lắm đúng không em? Vâng, bởi vì thực ra là em cũng nóng tính. Tắt lúc đấy thì sướng lắm, nhưng mà lúc sau này cũng thương ấy. Bởi vì là anh ấy cứ đứng yên cho mình tắt ấy. Thương rồi làm sao? Vẫn phải xin lỗi em đã. Xong đấy thì em mới đồng ý, xong rồi lại bình thường lại. Đánh trùng dữ lắm, đáng sợ. Em sợ không? Em sợ. Cái lúc mà vợ em tức giận á, mà tát em như vậy á, có khi nào mà em phản ứng nào không? Em chỉ là bị tát thôi à, không dám làm hành động gì khác. Bởi vì dữ giống như mà sư tử, con hổ. Cho nên là không dám làm gì khác à? Vâng. Giống như sư tử hà đông à? Rồi em. Rồi bây giờ tới em đó. Tật xấu đấy là thích giảm cân, nhưng mà buổi sáng thì ăn 2 bát cơm, buổi trưa thì cũng ăn, nhưng mà đến đêm 12 giờ toàn ăn hết nước dừa này, sữa tươi này, cơm này, xong rồi cơm ăn hết chén một mình một quả dưa hấu to tướng, ăn hết, ăn xong cân từ 92 cân lên 94 cân, xong rồi lại bảo là tại em đấy nên anh mới bị tăng cân, tại em. Con tật xấu đấy là sạch quá. Bình thường anh ấy đi làm về thì sở thích của em đấy là em ngửi ở 2 bên cổ này này, bởi vì em rất là thích cái mùi thịt của chồng em ấy. Thì em bảo là anh ít tắm thôi để em còn ngửi cái mùi đấy, nhưng mà anh lại tắm sạch quá, một ngày tắm 3 lần. Xem gió quá múc. Em chỉ là tắm 2 lần thôi à? 2 lần. Lúc thức chơi thì tắm 1 lần, nếu mà đi ra ngoài mà về nhà thì tắm 1 lần. Trước khi đi ngủ thì tắm 1 lần như này. Nếu mà thông thường thì đi làm về thì 2 lần thôi à? Mà trong trường hợp chủ nhật thì em không đi ra ngoài, không đi làm. Mà buổi trưa thì đi ra ngoài thì phải tắm. Cho nên là tắm 3 lần. Còn một cái tật xấu nữa đấy là không biết cách ôm. Lúc nào nằm cũng chỉ có một tư thế, 2 chân dạng hết ra. Xong rồi em ơi, em ôm anh đi. Xong rồi em ôm sang bên này cái. Thế thôi, mỗi cái tư thế đấy thôi. Xong rồi còn nếu mà em không nhắc thì không ôm em đâu. Có hôm bảo là anh ơi,
em đói quá, anh lấy mì cho em ăn được không? Thì lúc đấy lại ôm em, lại bảo không, nhưng mà anh nhớ em lắm, anh không thể chịu được được, anh không thể xa em được. Lúc cần ôm thì mình ôm. Chiêu trò quá. Em không muốn xa vợ của em, không chịu được. Còn tật xấu gì nữa không em? À, tật xấu là thỉnh thoảng hay ghen. Thỉnh thoảng mà em mặc quần áo mới, hoặc là hôm đấy trang điểm hơi cầu kỳ một tí, thì bảo là ơ, hôm nay em đi chơi ở đâu ấy nhở? Hay là em đi gặp ai à? Xong rồi lắm lúc đang nắm tay nhau mà em hôm đấy em vô tình ấy, nhân em thay đổi vị trí cái, kiểu tức giận lên luôn. Lại bảo là chắc là em đi gặp anh nào, xong rồi em giả vờ em chưa có người yêu đúng không? Em nhắn tin chat với cả đồng nghiệp thì không cho em gửi icon mặt cười ấy. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Lúc mà mình giận nhất, tức là nóng nhất lên là ở mức độ nào? Nói to lên xong rồi là, nhưng mà kiểu mặt kiểu nhăn nhó xong nhìn đáng ghét ý. Vậy thôi đó hả? Vâng, thế thôi, nhưng mà em ghét lắm. Có những hôm mà em cũng nóng tính lại luôn ấy, bởi vì em thích được chiều ấy. Có những hôm em tức quá em đóng luôn cửa lại, sao em cho ngủ ở ngoài luôn, mặc dù là lúc là em sai. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Chỉ mong là anh ấy cố gắng kiềm chế lại, làm lúc mà tức giận ấy thì phải nói nhẹ nhàng. Và em rất là muốn là chồng em đối xử với em như là công chúa ấy, như là lúc mới yêu ấy. Em có con chưa? Em chưa. Vậy hả? Có mong muốn có con trong... Bọn em dự kiến là cuối năm nay thì sẽ bắt đầu kế hoạch là có em bé. Em có muốn chị chúc em cái điều gì không Bình Minh? Vợ em sẽ càng ngày càng yêu em hơn nè. Sẽ dịu dàng với em hơn nè. Không có nóng tính nữa nè. Em có muốn như vậy không? Vợ của em là biến sứ tử Hà Đông thành con mèo mèo. Dịu dàng. Dịu dàng. Và... vợ của em nếu mà học tiếng Hàn Quốc chăm chỉ hơn, kiên trì hơn thì sẽ tốt hơn ạ. Bởi vì gia đình của em sống ở Hàn Quốc mà không biết là tiếng Việt, học tiếng Hàn Quốc thì mới tiếp xúc và nói chuyện được. Cái đó mong muốn đó là hoàn toàn chính xác đúng không cưng? Vâng ạ. Trước khi kết hôn với vợ thì em đã nói một câu, em sẽ làm cho vợ của em sẽ hạnh phúc nhiều nhất trên thế giới. Mà thỉnh thoảng hai vợ chồng có xung đột xảy ra, nhưng không phải là lớn, mà em sẽ cố gắng rất nhiều để làm cho vợ hạnh phúc nhiều nhất. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và chúc luôn cuối năm nay hai vợ chồng em sẽ đón nhận một tin vui. Vâng ạ. Và năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời mang hai dòng máu Việt Hàn. Cảm ơn anh chị ạ. Tình cảm như lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau rồi đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Em nói thiệt, tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Chào cặp vợ chồng rất rẻ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ hiện em đang công tác tại công ty Hùng Di Tây Ninh. Em làm bên thợ điện. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên, ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo, cái em mới lấy cái cây thước á, em gõ lên cái tay ảnh cày chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi, tôi mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó. Mong manh mà. Lúc đó nghĩ nó trời ơi, quánh có cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa, nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụ đau lắm hả khóc. Cái lúc đó ảnh mới trả lời là không phải là đau, mà là vì ảnh đang tưởng tượng là ba ảnh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Là lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm như lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau rồi đó, đứa trước đứa sau mà
không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nó đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em dẫm lên chân vợ em cái, thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia dẫm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lắm, lấy chân còn lại của em dẫm lên luôn. Trời ơi, là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ. Cái em nói trời ơi, rồi bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á, em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi, sao đâu. Kể đi đâu để cho nó kể đi. Tại vì em biết đâu, cái bữa đó là vô là nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi, anh giờ anh mắc quá. Anh mắc đánh chồng. Cái đang ngồi nói nè, đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa. Mà em làm cái thủng. Trời ơi, quảng hồn luôn, nhìn vô nhà mọi người tỉnh bơ coi tivi không biết gì hết luôn. Mà mặt ảnh là y như con gà nâu vậy đó. Đỏ quá hả, à, cỡ quá luôn chị, từ lúc rất đó rất là lớn luôn. Con đánh bom cảm tử tại nhà luôn. Dạ. Rồi trong lúc hai đứa yêu nhau vậy đó, rồi có lúc nào mà giận hờn chia tay chia chân được không? Có chị, nhiều lần lắm. Mà do thường ai? Thường thường là do tác động bên ngoài. Tuy người ta nói Trang quen Hải, thằng nhìn y như BD vậy. Cũng quen nữa. Hồi xưa em trắng như gái vậy chị. Em trắng dữ lắm, trắng hơn vợ em nữa. Cái quen em cái trong lớp hay nói trời trưởng quen ai cũng quen, thằng y như BD vậy cũng quen nữa. Rồi ở nhà bên vợ cũng nói luôn. Nói mày thấy không, nó đi kìa. Lúc đó đợt đi núi Bà chơi á chị, cái đi cái tướng, cái chị đi sao vợ em nói mày nhìn coi tướng đi kìa, y như BD vậy đó. Vậy là cũng quen nữa. Con đứng lên đi, con đứng đi thử coi đi BD không tôi đâu. Sao mà đi anh để em thuận đi coi ai BD. Thử với tôi nè, nó thật. Nó đâu có gì đâu. Nó có gì đâu hả? Đi thời trang luôn, cách quốc luôn cho chị có thuận. Đi xuống thảm đỏ thuận. Đi đây nè, coi nè, coi con nào BD hơn nè. Áo xanh BD hơn. Đó, thấy chưa? Rõ ràng đi với tôi là thấy là bên này nam tính rất nam tính hơn tôi nữa. Bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Rồi lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ, ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái anh đi vô nhà ảnh khóc, ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi giờ để em nói với ba mẹ anh tiếng, mình sửa lại rồi mình ở. Cái anh nói thì vậy đi chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay anh làm hết chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó là không có nhưng mà sau ngày cưới mới có. Lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Rồi thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm, là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp đàng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Bắt đầu ấy là cắn bầu bé đầu tiên á. Là lúc đó em ốm nghén luôn. Đi cạo đâu có nổi đâu. Toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cắn bầu em bé đó. Rồi cái nhận thêm cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á. Cái chị không nổi tại vì không có ăn được. Mà ói rồi y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng riết cái ảnh tức quá. Còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á. Cái anh ghé anh bỏ cho mình đi. Anh cho cạo mình luôn. Làm sao? Lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó ra cái nó quạo. Nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra. Em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn người, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta, ta kiếm người khác. Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng em ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha. Là lúc đó là ảnh cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi.
ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm, ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn, y như là ảnh bỏ phế vậy. Chỉ tới tháng tới về là đưa cặp tiền dục đó đó, rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó ảnh điện ảnh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ nhất nhen. Cái anh đi xong lúc đó về 9 giờ. Cái anh nói thôi bữa nay anh xỉn quá, anh đi ngủ nha em. Em nói thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ, anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm. Anh thấy mình lên cái đợt đợt anh bấm cái gì đó. Y như là anh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, anh không cho mình thấy. Cái xong mình tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó anh giấu giếm mình, anh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái anh đi lợi anh sạc cái điện thoại. Nằm đến chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của anh lên, thì em nói thiệt tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều, đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn, y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Ủa vậy lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, rất là chảnh chẹ đồ, thấy ghét lắm. Nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Trời ơi, em cũng vô tình luôn, em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra, cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chỉ quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Rồi từng lời từng chữ nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi, ngày phụ nữ gì đó hả? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói chúc em ngày phụ nữ hay kia, mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà anh lên chức cái trưởng phòng á, anh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Anh báo cho em biết trước là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại. Khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em, tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn, em xóa toàn bộ cái trong máy em, bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết, em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn, em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói thì thôi lỡ rồi, cái chuyện gì giờ cũng ấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lỡ. Nhưng mà mấy ngày sau cũng cãi nhau kịch liệt lắm, hai đứa đi ra tòa ký tên. Ủa ghen, vợ em ghen dữ lắm luôn á chị, ghen đến nỗi mà sáng sớm á, em đi ăn sáng, cái em gặp con bé đó là ở cùng sớm luôn. Thì mình người ta ngồi ăn trước á, cái em vô em ngồi ăn sau, thì mình trai mình lịch sự, mình trả tiền cho người ta. Cái vợ em cũng sao không biết, em ngồi quay lại cái chỗ người ta bán cơm, quay lưng lại em không thấy vợ em lâu đó mua cơm luôn. Thấy vậy cái chiều về sáng sớm đi làm, vợ chồng cười vui vẻ, chiều về cái hầm mặt này nè, hỏi ủa gì vậy em, sao rồi cái gì thì nói với vợ chồng, anh một dạ hai lòng, anh tự làm gì anh biết. Cái em mới ngồi em suy nghĩ nó, ủa em mình làm gì mà một dạ hai lòng ta, là mình đâu có liên hệ gì với cái người nữa đâu. Ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Thì trong cái buổi sáng đó thì em có thấy vợ phớt qua, là lúc vợ mua đồ ăn xong về chị phớt qua, thì em cũng đứng lên em nhìn mà không kịp thì thấy giống lắm. Cái ngồi suy nghĩ nó, bộ hồi sáng em thấy anh ngồi ăn cơm với cái người đó hả, thì vợ em cũng biết cái người đó nữa mà ghen đến mức vậy luôn á. Em bực một câu là mẹ em nói nếu trường hợp mà con thấy vợ con vậy rồi sao. Em mới nói là bình thường má, không có gì đâu. Rồi cũng cãi qua cãi lại, em tức quá em đi mướn nhà trọ ngoài em ở luôn. Ôi trời ơi. Em dẫn con nhỏ gái em theo luôn. Em vô ngay cái nhà trọ của thằng em trong công ty luôn. Nó vô nó đồn hết công ty. Bà mẹ cầm cái giấy chứng minh hỏi con biết anh này không, cũng làm chung công ty con nè. Anh cầm lên, trời ơi anh Hải. Nó bắt đầu vô nó đồn hết nguyên công ty luôn. Ai cũng biết hết trơn, trời cái ship ảnh này kia nghe vậy cái nó kêu ảnh lên. Nói chuyện nó, ủa sao mà cưng phải ra nhà trọ, cưng mướn nhà trọ cưng ở kỳ vậy. Mà mắc cười lắm, đi ra nhà trọ ở thì em cho đi luôn. Em cũng không kêu lần nữa, đòi bắt nhỏ gái em theo nữa. Cái lúc đó nhỏ đó nó còn bé mắc cười lắm. Nghe ba nó là mình đi lại tới nhà mới mình ở, nó phái lắm. Ba đi ba mình đi ba. Về giờ hai đứa tình trạng thực tại hiện giờ hai đứa là sao?
Dạ, đang rất là hòa thuận. Ai đăng ký cái chương trình này? Dạ, em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ vợ bỏ mình em ở nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi, coi cái coi tại hôm bữa trước á, là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói ừ thì đăng ký đi, thì vợ chồng mình đi. Cái bà xã em ru luôn. Cái bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà em gỡ đại em là người đăng ký á. Cuối cùng là được tham gia. Dạ. Đó. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là vợ ơi đừng có ghen nữa, em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á. Nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm. Em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều chết. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi, cho nên về là chơi với con. Đó, giờ không có nói lăng ban nghe, nói lăng ban một hồi nó quên là em muốn nó thay đổi cái gì đó. Dạ, muốn thì quan tâm tới vợ. Quan tâm tới vợ nè, rồi gì nữa? Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì tại người ta đi mắc mớ, người ta bỏ ghét, cua cho bỏ ghét. Bởi vậy. Cái điều mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn. Là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số 0 chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng y em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được? Đúng không nè? Thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này để chi để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em. Mình không có co mình lại nữa. Nha. Yeah. Yeah. Rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Yeah. 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 Mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi. Ngủ luôn. Mà ngủ luôn. Ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về. Em mới tức. Em tức tụi mình. Mày làm gì sao cái kiểu vậy á? Đối thoại với chính mình. Dạ đó. Dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai đúng không? Mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế. Trong lòng những cái sao không làm gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng dạ, tới sáng. Dạ, rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè. Tôi biết cô nhắn tin với ai tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi. Mộng ghen. Ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn nha. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Gì à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà ở đâu, vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở chợ lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang, năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là ảnh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Cái em quay qua anh nói ủa sao biết em ế? Ổng nói thôi vô đi, đúp này á trai đẹp nhiều lắm. Rồi. Cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á. Trai đẹp mê trai á nghe là răng răng em bay vô liền. Em nhắn tin,
em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á, giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. À, người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi mọi người thả thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn, cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn lúc có đó. Phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chích chát với những cái phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Thả hết. Dạ, em rồi. Nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật, hay là em có bản đồ không, anh có anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy, thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương, em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đó. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi em luôn chị, em không trả lời. Em một phát một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai, chập hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúc cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á, thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy trái tim. Lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh hát có hay không? Thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi tiệc đó là có uống rượu bia không? Dạ không. Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm, mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được có về đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó. Rồi, kiểu này vô rồi. Vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga. Nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cứ tử thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà trong cái lòng em á, là em nghĩ là thì lỡ vô nằm mình giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về. Em mới tức, em tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng sao không làm gì tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng tới sáng. Rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt, chắc mình phải tìm hiểu ghi điểm đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường, hết đi về tới nhà đâu. Đưa tới nửa đường ổng quay đầu xe ổng bay về luôn rồi. Ổng xa quá em rồi. Em nói thôi giờ nhà em có việc, thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da vợ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi, đúng mẫu người mình rồi. Lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi.
Tức có nghĩa là quen nhau đó. Hỏi bà ta thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy dạ. Đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Kéo dài thời gian quá dạ. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách bạn, cái style bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công nữa. Dạ. Chị em không công dạ, đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi, sao tao nhìn mày giống BD quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má, đó môi đỏ chói à. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 dạ, hay không á. Dạ xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hờn. Dạ ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài à. Người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi, em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em rất là hợp mà, và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu. Anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân, bà bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, dạ nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghe thì vẫn còn nguyên là 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á, là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Vợ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà. Có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ lúc đó em thấy rất là háo hức, em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu vỏ lãi đó. Dạ ghe, mày, ghe vỏ lãi như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc là bắt đầu em bị tù cảm xúc bị hụt thở luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy, mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cái là cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cứ cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á, thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em mới bắt đầu là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè mình phải đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che. Dạ. Phải bảo bọc. Nhưng... cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm có em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu thôi ra mà 2% nữa? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ cái phần gì biết không? Bốc phốt nè. Bốc phốt. Bốc phốt. Dạ. Đang bị gặp mặt đó sao Sang? Có thật xấu gì không Sang? Thú vị lắm nè. Thật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng kỹ nữa, mà vợ em thì hay bừa bộn á. Em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi, thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á, trả giá hẹn giờ cơ mà, chút đi để chút đi từ từ đó. Mà từ từ là không có làm. Mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm. Còn gì thật xấu nữa là thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm, là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm, như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại,
ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi, rồi em nữa? Có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen, ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á, thì Facebook của em á, coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, có như lóc là không hết. Có giảm tương tác á. Hình em đăng thì á, dưới có dưới 30 like. Rồi, trước khi có vợ là chắc trăm mấy đâu. Dạ dạ, cũng tầm tạm còn vậy. Còn 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia sáu múi to con vậy nè, ổng đòi hẹn, ừ mày ra đây đi tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy nó ra đấm một phát một nằm sách xả lai là luôn. Ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ kỹ, mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á, vịnh cái tay vô tường khúng cho nữa, sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, sinh tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm lem bèm á, bị dạ, bệnh lem dạ, bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á, nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra, ổng được ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Cú tính dạ, thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á, thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái clip phải không anh, rồi chuẩn bị chạy ngược chạy vòng cái nhà, mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao, ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy, em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi mộng ghen. Ông tưởng tượng ông làm ông có thằng giao cái cảm á, mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là hai ngày là đi ngang nhau, là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó đó. Rồi nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ, chừng nào mơ mới bệnh nó mất. Mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Dạ, lâu mơ. Dạ, dạ. Nhưng mà dạ, ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Em không có biết. Không có, ngủ nằm kế em mà kêu mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu không ngờ vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lem bèm. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lem dạ, bèm đi đúng không? Em cũng mong là trên chương trình này anh bớt, anh lảm nhảm giùm em đi. Tại vì á, có con á, nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lảm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? À, em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á, là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực, với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á, thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Ừ. Chứ bình thường ăn cơm cơm tiệm không. Ủa con hai mấy tháng? Quải quá. Dạ không? 13 tháng nó chạy nhảy đúng dữ rồi lắm. Đâm ra cái đó mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nó. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó nha. Ăn cơm dạ, của vợ nó. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm, đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi sai, mà giống như là một con ở gì đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm người phụ nữ, là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết từ khi mà dạ, từ khi tới lấy về á là nó bị lật kèo, lật ngược thế cờ đúng không, là mọi thứ là em làm hết. Ừ, tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình dạ, nghe. Và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Dạ dạ, xin cảm ơn tụi em nhiều.